Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game game này tên gì quên rồi ta. Con Chu Tiên Kiếm mà. Thì em này là một server free full cod VIP ha. Đấy, nói cho rõ để nhiều ông lại vào hỏi ủa full cái nào không thấy này nọ, khổ lắm. Rồi bây giờ đầu tiên đến thông tin server đi, tại vì game này nó đầu vô nó chưa có cho chúng ta là cái lát nhân vật thứ ba ha, mà chúng ta phải chuyển sinh 7. Thì chuyển sinh 7 ở đâu? Đầu vô thì chúng ta được max level 80, chứ là nhận full VIP ha, đó full VIP 10. Rồi chúng ta vào trang chủ của game để lấy code nha anh em. Đây, fanpage chính thức Open S7 Vân Đỉnh, thời gian 9 giờ ngày 18 tháng 7 2021 ha. Game đa nền tảng Android, iOS, PC. Free VIP 10, quà nạp đầu Den Boss ra kim nguyên bảo, free Den Mod ra kim nguyên bảo. Hải 1000 trở lên chuyển sinh lên tới 100 lần quy thời trang ha. Săn boss kiếm đồ khủng, sự kiện cho đồ phi vô số đó. Điện thoại chơi mượt, máy tính cài ngay. Ok, cài ngay. Rồi đánh boss rơi kim nguyên bảo, đồ cực VIP ha. Tính năng dân cài này nọ. Ok, cái này thì anh em cũng biết rồi. Rồi đây, sự kiện open live xe nhận quà khủng nè hả. Rồi ở đây hỗ trợ tân hữu phi ngay cấp 80, 100 triệu kim nguyên bảo đó. Ok nè, một ức mốt là 100 triệu ấy. Rồi có tân hữu là gồm 3 cái nè hả, 4 cái. Rồi ok, nạp thẻ nhân 5 ha. Đó, đua top S7 từ ngày 18 tháng 7 đến 21 giờ ngày 24 tháng 7 hả? À cái này chắc cập nhật, chưa cập nhật hay gì á. À 7 rồi, hôm nay nó ra S8 rồi. Sorry anh em. Đây nè, S8 nè. Đây, nhầm. Đây, Open S8 sinh tử phải cả lòng. Ta đáng lấy ra phải ghim cái bài này lên trên chứ. Phải. Đây, Open 9 giờ ngày 25 tháng 7 ha. Đó, bên nãy ta nói sai. Mới cách ly cũng được gần tuần lễ đây mà sao vẫn còn 18. Đây, đa nền tảng Android, iOS, Free VIP 10, nạp đầu đồ các kiểu, cái này anh em biết rồi ha. Đây, code, cái này cũng biết rồi. Đó, tỷ lệ hệ nạp này nọ. Đua top S8 từ 25 đến 31 ha. Đó, đua top gồm top nạp, lực chiến và top cấp độ. Đó, quá trời luôn. Rồi, bây giờ đi nhập code cái đã. Rồi, chúng ta sẽ... rồi. Đây, quyết code. Này, vô, có tân hữu nè ha. Nhập có tân hữu. Ok. Này bỏ đi, đây nè, có tân hữu nè, đó. Rồi Chu Tiên Kiếm nè, nhập vô. Rồi vô cực. Rồi phong thần. Đó, bốn có tân hữu nè ha. Đó, vô cực, phong thần, tiên kiếm này nọ. Rồi vô chúng ta sẽ nhận được rất nhiều ha. Đá đồ một đống luôn, nhận mà lắc máy luôn mẹ. Đây, bộ vô cực đó. Vô cực, vô cực, vô cực. Chọn một bộ vô cực luôn, rồi một bộ tru tiên nữa nha anh em. Đấy, 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 còn nữa không? Còn còn 3 món. Rồi chúng ta tới quà bảo trì nè hả. Hình như bảo trì này nó còn là có 2-3 code rồi anh em. Tiếc dữ rồi. Ok, ok. Rồi
Rồi xong vô nhận một đống đồ luôn. Đây 1000 đá chuyển sinh ha. Đó, kim nguyên bảo, đá chuyển sinh. Rồi kim nguyên bảo. Đó, 1 tỷ 6 rồi, 2 tỷ 1. Rồi ok, bây giờ heo đi lái xe để lấy cái quà lái xe cái nha anh em. Ok ok, lấy cái code, lấy cái code này cái rồi tính tiếp. Rồi nhập code lái xe ra nè ha. Vô nhận quà tiếp. Đó, lái xe 500 1000 rồi đồng một đống. Rồi ở đây chúng ta có code heo VKT nữa nha anh em. Đấy đấy đấy, code heo VKT, hết 8 heo VKT. Đó, admin là cho anh em mình là một cái code nữa nha. Code này khá phê nè. Đó. 10 vạn chuyển sinh đan, 10 vạn là đồ 100.000 anh em. Wow wow wow, 100.000 đá chuyển sinh đan. Ê, hôm hôm hôm. Còn cái code server nữa, server X8 nữa. Đây. Đồ 100.000. Wow, phải thiệt chứ. Đây. Ô, tính ra có cái code đó là chúng ta lên được khá nhiều thứ nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây. À, 100.000. Ok, đó. Dùng đâu hết đâu. 31.000. Còn là 31.000 đã chuyển sinh, tại vì nó đầy á anh em. Đây, vô chuyển sinh bớt. Ồ, à, vô chuyển sinh 10 luôn. Oh man. Ok, ok ha. Rồi, cắn luôn. Chắc nó hết lên nổi rồi quá. Đồ, lên nổi nữa nè. Wow, phi chuyển sinh 11 luôn nha. Được, được, được. Rồi, bây giờ mở lát thứ 3 chạy nhiệm vụ thôi. Rồi. Ở đây thì bây giờ chúng ta có game đầu vô tạo tài khoản cho 50 xu web ha. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vòng vòng kiếm này quà tích nạp. Ok, 50 triệu cũng được. Này, tích nạp tiếp nè. Tích nạp này được 100 triệu nữa. Ok. Ủa hồi nãy tích nạp ngày mình nhận chưa? Ok. Rồi bạn xếp hạng nhận thưởng. Vòng quay. Rồi vòng quay, quay đều 50 triệu, ok. Rồi điểm danh, đi qua bên đây. Thông tin tài khoản, điểm danh nhận xu ha. Được, mã 8.000 một ngày, được. Rồi chúng ta nạp tiền vào game nè. Đó. Hết 8, chúng ta 50. Nhiều hơn rồi, 100. Ok, 100 triệu, 50 ngàn. Cắn lên. Đó, chưa hết, từ từ. Anh em ra ngoài cửa hàng. Chúng ta đô, 50 ngàn được 10 ức hả? Ha, hồi nãy biết mua cái này được rồi. Trời ơi. 50 ngàn chúng ta được 10 ức kim nguyên bảo. 10 ức tương đương với, 1 tỷ. Ồ, cũng ngon lắm. Để lấy quà nạp cho nó sướng. Rồi đây chúng ta mua thẻ tháng ha. Đó. Cắn liền. Đó. Rồi ok, thẻ tháng nè. Thẻ tháng nè. Rồi nạp nè. Nạp nè. Nạp nè. Nạp nè. Ủa, à không, cái này là cái quà nạp không đồng. Ok bữa ơi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi nhận hết tất cả đi cho nó lẹ. Rồi ở đây chúng ta nạp quà, nhận quà nạp đầu nữa nè ha. Một. Gì vậy? Mà nó lắc rồi kìa. Em năm nó lại đi. Tại nó nhiều quá rồi. Rồi lắc luôn. Đậu chắc đông quá anh em ơi. Đó, giờ vô rồi. Đó, nhận được rồi, nhận được rồi. À, nãy giờ nhận nhiều quá mà 3 tỷ 7 rồi anh em. Phải thiệt chứ. Chơi game mà nhận quà một lần mà nhận code một lần mà 3 tỷ 7 kim nguyên bảo. Wow, wow, chưa tính là trend bot này nọ nữa ha. Rồi thì hôm nay
server Chu Tiên ha, Phi Tiền Tỷ à, đã up bên server ở 8. Anh em nào có muốn ở nhà quẩy quẩy, có Kim Nguyên Bảo quẩy Tiền Tỷ thì cứ vào chơi ha. Đấy, vô thì chúng ta nhớ nhập code của Heo VKT để nhận 100.000 đá chuyển sinh nha. Ok, rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Thì game còn rất là nhiều nữa nè, quà Tân Hữu này nọ, ở đây còn ngoại trang nữa nè. Đó, Huy cũng được 40.000, 4 gì, này 4.000 mấy, 4.000 rưỡi, hình như là 4.000 rưỡi thời trang thì phải. Đây, mặc cho nó bộ nào ta, bộ này đi. Thời trang. Không, hình nãy nó đang mặc cái này đúng không? Đây, cây này hộp nè. Rồi, cánh. Mấy thằng nam cần chi cái cánh. Đây, bộ này cũng đẹp. Bộ này cũng được, lấy bộ này đi. Rồi, ở đây thì chúng ta ok, kích cho mày bộ này luôn cho nó đều một bộ. Rồi, thằng này lấy cái này, kích luôn. Đó. Rồi, quay ra, đẹp trai liền. Trời ơi, chưa mặc đồ gì hết nha. Rồi, vô tầm bảo lấy mớ đồ về nè. Tầm bảo giá cũng bình thường anh em, có 50.000 lần tầm bảo nhân 10 à, khá là rẻ. 3.7 tỷ. Trời ơi, chừng nào cho hết. Rồi, ôi ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Game đã open server rồi ha, hồi lúc 9 giờ. Bây giờ vô đua top có kim cương quẩy nè ha. Kim Nguyên Bảo, đó. 3.7 tỷ Kim Nguyên Bảo. 3.8 tỷ đồng. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.